Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi lại lang thang trên bản để đi tìm chó săn. Bây giờ đến nhà rồi nhưng mà nhà anh chủ nhà là không có ai ở nhà. Vừa xong gọi điện thì được biết là anh đang đi tìm mấy con chó săn về. Ở đây thì đồi núi mênh mông nên là sáng là chó nó đưa nhau đi săn từ sáng rồi. Và bây giờ anh đang đi tìm chúng nó về. Đây là bác chủ nhà vừa đi rừng về đấy rồi. Và một đàn chó. Trong ba con chó to thì có hai con đực và một con cái. Nuôi sóc à anh? Đấy, anh chủ nhà đang nuôi sóc. Gà ta mà nhìn như gà rừng ấy nhở? Hay là lai gà rừng? Không phải lai đâu, gà giống giống cà lùn ấy. Vâng. Đây sóc bông rồi anh. Sóc bông. Con chưa còn non. À, anh bắt về lâu chưa? Bắt về lâu rồi, thuần rồi mà. Thuần rồi à? Vâng. Đấy anh chủ nhà còn chưa biết tên đây. Em ở Phú Lương, Thái Nguyên. Vâng. Thế là nó dẫn nhau đi từ sáng anh? Ừ, nó sáng sớm dậy, không thấy nó đâu. Không biết đi đuổi cầy thế mấy con bé bé này cũng theo đi hết à? Ừ, đi hết mà. Ây da, em thấy có mỗi con một con nhỏ nhỏ ở nhà thôi, còn mấy con này cũng theo đi hết con này. Con vừa về. Và con này vừa chạy về trước. Con này về trước. À, con này. Mấy con này nó đi theo. Nhưng mà chó này của anh đang bị mối hết rồi. Thay lông. Đúng rồi, thay lông mới lại nó cũng bị này là bị ghẻ rồi. Vừa bị mối như anh trước khỏi rồi. À, nó lây hết cả đàn rồi đấy. Ừ. Con chó mẹ kia già được mấy năm rồi anh? À mới là hai lứa à? Con đực này được mấy tuổi rồi anh? Cũng chả nhớ bây giờ ấy. À nó khoảng khoảng mấy tuổi? Khoảng 3-4 năm hay sao? Khoảng khoảng đấy. À 3-4 năm thì bình thường. Đây là con chó mẹ. Bốn con này là con của nó hết rồi anh? Ừ, 3 con thôi. Con đàn của anh này chủ yếu là săn. Đàn của anh này chủ yếu sang hàng gì anh? Cẩm lắm. Cẩm. Cây cũng đuổi. Rắn cầy chơi hết. Con kia thì nhìn non thì chắc phải được khoảng 1 tuổi không? Con kia còn non đấy mà. Vâng. Ừ. Con đấy sở trường là món gì anh? Con kia đấy cũng thế, người nhỏ hết. À thế à. Con đấy là con mẹ chết rồi à? Con mẹ chết rồi. Con đấy chỉ cũng khoảng độ 13 cân thôi nhỉ? Còn lại thì nó là con này là trước mua của Thanh về đấy. À thế à. Vâng, ra ngoài tí một xem thì. Con này thì có một chút huyền đề đơn ở một chân thôi. Cầy mèo bạc má các thứ là chơi hết phải không? Rắn tìm hơi tốt không anh? À thế à. Trong mấy con này thì con nào chơi rắn tốt nhất? Nói chung là đi kiểu nó gặp đàn này cũng không chú ý được ấy. À thế à. Rắn thì nên cho đi một hoặc hai con là cùng thôi, chứ đi nhiều quá cái này nguy hiểm. Cứ đi rừng là cứ một đàn luôn, cả tất bao nhiêu con đi hết. À, nó đi tất này. Hai con kia nó bỏ đi từ sớm rồi, dậy không thấy đâu. À, hai con đực ấy đi. Vâng. Đúng rồi, mình cứ đưa nó đi thì nó sẽ ngửi hơi của nhau, nó tìm nhanh mà. Cả đàn nó đi theo hướng nhau hết. Vâng. Anh có đi săn cầy hay cầy mèo ở nhất gì trên này còn nhiều? Bây giờ vẫn còn. Vâng. Cho cái, mới để hai lứa à? Thế nó khoảng độ hơn tuổi, 2 tuổi thôi là cùng thôi. Tùy theo có con đẻ dày, đẻ thưa, có con 1 năm đẻ lứa, có con 1 năm đẻ 2 lứa. Đây, con này là đầu đàn đây. Con này chắc phải chậm khoảng 16-17 cân đấy nhỉ. Hơi gầy thôi. Đi suốt đi. Vâng. Ngày nào cũng đi, tối đi, ngày đi. Ây da. Con này nhìn cái bộ móng chân khiếp đấy nhỉ. Anh cho em xem cái mũi đẹp không? Con này lúc anh mua về còn bé à? Còn bé tí này. À thế à? Hôm nọ em bắt một con chó cái của anh Thanh đấy. Con này bắt bé tí mà. Vâng. Mặt mũi nhìn xuất sắc nhỉ? Nịt nhà đi rừng rồi xong là kiểu nó dữ lắm. À con này. Riêng vào lỗ không ai vào sờ, gọi là vào gần nó để mà lấy của nó thì được. Người cũng không vào được á? À? Người không vào được, chỉ có chủ mình, người quen thì vào không, đánh cái nó lao vào thẳng người luôn. Ây da. Chỉ có chủ vào lấy, ờ. Người ngoài mà sờ soạn với nó rồi.
người nó đang canh hang mà bới hang là người lạ vào là chơi ngay đấy. Đúng rồi. Chứ giữ nhỉ. Nhưng người chủ vào quát cái nó nghe ngay. À ừ. Con này thì cắn ác rồi, nhìn cái mồm này. Ở đây không có lợn nhưng con này có loại lợn hiêu săn hết đấy nhỉ. Ừ. Con nó đi con sóc thì đuổi được con sóc cắn tha cho chủ. À thế à, để tha về. Nó không cắn nó không ăn được. Răng nó xem mòn nhiều chưa anh? Răng mòn rồi. Con này chắc phải tầm khoảng 4 tuổi rồi, em nghĩ thế. Con này khô khô này nó đuổi bền lắm nhỉ. Đấy con này ở khu trên này cho con này nhân giống ra là nhiều là được đấy. Trên nhà này có một con giống con này. À thế à? Giống như đúc luôn. À em vừa đứng ở cổng nhà anh ấy mà. Đấy có con chó đực giống y đúc con này. À thế à? Thế chắc khả năng. Móng chân to nhỉ. Yeah. Móng móng em thích chó móng chân phải to dày. Con này đuổi chắc là cả buổi đấy nhỉ. Dài lắm rồi. Đấy cái đợt đi từ 9 giờ đến 5 giờ sáng đấy cả đàn này đấy. 9 giờ đêm á? 9 giờ đêm đấy. Đến 5 giờ sáng. Đến 5 giờ sáng đồi này sang đồi kia cứ đuổi tự đuổi. Đuổi thế thôi. Đàn này, nó đua nhau đuổi à. Hôm mới đuổi con gì đấy anh? Hôm đấy anh chả rõ, mình cứ đi đêm mình đi đuổi theo đón không kịp ấy. À thế. Thế sau là lúc kia nó sáng mệt quá, mười người cũng đi nổi nữa. Vâng. Em thấy anh em ở anh có mấy con chó săn hay lắm. Vào xem nào. Chó này không biết trước là anh Thanh bắt giống ở đâu đây. Trước không rõ là nó lấy đâu về lúc bé tí, chắc chó của nhà. À. Dòng của nhà. Vâng. Bắt về nuôi là lúc kia là thấy nó bé tí còi mà còi hơn con này nhiều. Vâng. Thấy thì chăm nó thì mãi mới lớn này. Vâng. Về thời gian nó lớn được khoảng tầm 7 cân này, nó bị liệt mất một tháng. À thế à. Chăm sóc nó còn hơn trăm con. Thế là lấy trứng gà bón biết không, bắt đầu thiếu thì tiêm xoa bây giờ mãi dậy được. À thế à, cũng đã từng. Thế từ đấy đến giờ là từ đấy về là không được gì nữa, chạy đi rừng là tít không phải nghĩ. Ừ. Con này trong cái loại chồn đèn bạc má hay cây mèo thì nó giỏi về cái loại nào anh? Đuổi được cây mèo, lên cây biết. Ờ. Biết cây biết ôm cây đấy. Con này thì cây mèo tầm này thì một mình chắc nó phang ngay, nó chả vướng đâu nhỉ. Con này chẳng qua mình đây không có lợn, cứ hiêu có lợn hiêu là chơi đấy, hết đấy. Không có hiêu là không có lợn rồi. Ừ. Chủ yếu cây mèo bạc má rồi là cây bắt gà kia. Vâng. Mùa này thì lúa nó đang chuẩn bị chín nên là không. Con này nó tên là gì anh? Nè. Vâng. Không đặt tên nữa đâu. À. Chỉ gọi tên nó cứ gọi mic này thôi. À. Chó của anh này có xích bao giờ không? Ừ, chó xích suốt gì. À phải xích chứ. Xích được. Ừ. Chó phải xích thuần anh ạ, chứ không xích được. Thực qua bây giờ lười không gọi là không đi xa, trước đi con xích cho gọi nó đi theo xe được mà. Vâng. Em đi xa thì em cứ cho chó của em vào lòng. Đây cứ đi xe mà nổi đây mà đi vào rừng, đi vào rừng này là tí nó đi rừng này đón đầu nó đi theo xa. À, này. Chó không phải gọi bây giờ. Vâng. Con này thì cái mũi đẹp nhỉ. đi rừng là cứ ngồi trên gó cái ủng cái nó về tập trung đi hết. À dạ. Chẳng phải gọi đâu. Vâng. Con này gặp cây mèo nó cắn ác không anh? Cũng cắn được. Ừ. Đẹp quá. Chó. Đầu đàn nó khác. Anh ngồi đây này giờ em lại gần sờ nó cắn không? Không sờ sao việc gì đâu. À đây. Con này được cái đuôi đẹp, đuôi giống như con chó vàng của em ở nhà cũng đuôi kiểu như này. Vì em thích cái đuôi nó thỉnh thoảng nó cứ thả cái đuôi xuống nhìn đẹp thật. Nhưng con của em này nó cũng lúc mà nó gặp của nó đi mà nó lấy đuôi cúp đuôi của em nhìn nó hoành tráng. Đúng rồi. Ấy nó lên. Nó cứ cúp đuôi xuống nó đi, nghỉ hơi. Con này đi có hơi cao hơi thấp anh? Cao cũng được, thấp cũng được. À thế. Như cái sóc đi mà trên cây kia nó nhìn nó đi vẫn đuổi được hết mà. Ừ. Còn hơi thấp thì còn thấp cũng tốt. À. Nhưng mà mấy con này của anh đi đâu này gặp rắn cắn không? Không. Thế à? Ừ thế được. Không có cắn. Nó mà đông này nó cắn rắn là nguy hiểm lắm, gặp hổ mang này. Gọi là ấy thôi. Ừ, hình thức con chó này nó khỏe. Và dạo này là đi suốt trong mùa hè này mình đi nhiều quá. Đúng rồi, mùa hè nó gầy nóng. Đi suốt đi.
Con này của anh cũng chỉ lên khoảng cân, hơn cân thịt nữa thôi. Ừ, không không để cho béo quá, béo quá. Béo quá không chạy được. Vâng. Anh kéo đuôi lên. Anh nó đi to đùng gì. Đuôi đúng đuôi tròn đúng. Vâng. Em có con đực cũng đúng cái đuôi con chó của em như nào thì con này cái đuôi như thế, nó như gần như ba cạnh ấy. Đuôi tròn. Vâng. Con này phải tầm 17 cân đấy. Thì theo gầy hay béo được 16 17 cân. 16 17 khi con này. Bi cà đầy đủ. Anh có chương trình nhượng lại con nào không? Nhượng lại cho em một con. Chương trình con chó mẹ kia cũng được. Thôi con chó đầu đàn này. Ô con đực vàng nó đi đâu rồi? Sang kia ngủ nóng. À. Khỏi cho lấy mát đấy. Nãy em thấy nó về mà em cũng sợ sợ đấy. Con chó này nó chỉ có khổ phát là thôi thôi. À. Giờ nó con người vào nó sủa đấy thôi chứ nó không dám cắn đâu. Vâng. Như con này, con này mà nếu mà bình thường người lão cứ lên đồi mà cầm gậy cầm cây mà chơi nó là nó chơi ngay à? Nếu mà nó đang ngoi lỗ. Ờ. Hoặc là nó đang đào con gì mà nó ấy là người lạ vào là nó cầm đuổi nó quay về nó cắn cây nó gừ người luôn. À, nó canh nó không cho người khác. Không cho vào được. Ờ. Chứ nó cũng không không cắn đâu phải không? Không cắn đâu. Ờ. Nó giữ của nó thôi. Nó giữ. Nhưng mà nó cắn nó giữ của nó thôi. Vâng. Con chó cái này con tầm này là chẳng mấy là y tơ đâu nhé. Con này khi nào mà nó đi tơ anh cho con chó đực này phối này. Yeah. Vấn đề là chó cùng nhà nó có phối không ấy. Nhiều con ở cùng nhà nó không không cho phối đâu. Con này nó vẫn phối con kia mà vì cùng nhà nhưng mà nó dòng khác. Vâng. Nhiều trước phối nhưng mà cái lớp trước à, cái hôm đấy thì cái chân này chả giống con mẹ này này. Vâng. Chả qua là về sau là kiểu nó lớp nọ lớp kia nó đuổi nhau ấy. Vâng. Vâng. Vừa phải chạy khỏe mà nó đi nó cảm trái rác nó vướng chân lắm. Chắc hôm nay môi đâu mũi toàn đất đi. Vâng. Săn ngày săn đêm được hết đúng không? Vâng. Con này giữ. Gặp gì săn đấy đấy. Anh là đi chăn bò ngày nào cũng đi à? Ngày nào cũng đi. Thế là chó ngày nào cũng đi nữa. Vui rồi. Chó nó lại đi cũng thế, cũng tối cũng vẫn đi. Chó nó vận hành chế độ ác đấy. Gọi là ngày, gọi là mấy luôn. Chó đi cả ngày luôn. Ngày luôn. Không có thời gian. Đêm về có hôm cũng vẫn ấy vẫn đi, nhưng mấy hôm nay nóng quá là không đi. Vâng. Thích mấy con chó này quá nhưng mà anh chủ nhà không nhường lại con nào nhá. Tí mình đi xem một đàn khác nữa. Thế bây giờ đến trưa rồi mình đang đi xem đàn chó thứ hai này của anh ở gần nhà lúc nãy trước. Đây con này thì giống con nhà anh Thương nha. Ừ, con này giống y hết luôn, nhìn xa là y xịt xịt. Đúng rồi. Anh ấy bảo là con bên này có con giống 100% là con này là con của con đấy rồi, nhìn nó có khác gì đâu. Chặng cân nó cũng bằng nhau nhưng mà con này nó khoảng mấy tuổi rồi anh? Con này 20 cân rồi. No. Đấy, đây là ba con chó con này, đây là ba con chó con hai, là hai con nhỏ này nó là con của nó đấy hả? Ừ. Con chó mẹ là kia. Ừ. Chó mẹ đen. Con chó mẹ nó săn hàng gì đấy anh? Ừ, nó đuổi linh tinh lắm. Ừ. Ôi, nó cứ lên rừng là gặp cái rồi thì đuổi, nhưng mà rắn này rắn này không biết đuổi, rắn là không đuổi. À, rắn là không đuổi luôn. Con đuổi chuột sóc thì đuổi sóc thôi. Mấy con này rắn là không biết đuổi thật. Đạt. Vâng. Là không biết đuổi rắn. Vâng. Bài này là ba con cái hết à? Con này con to này nó không lì như mấy con này. À thế à? Hai con này lì hơn. Lì hơn này. Ờ, đi ra ngoài. Đi Trung Hải hơn. Đi không về đấy hả? À. Con mẹ đi hay con kia thì vẫn đi. Ờ. Con này được cái bàn móng chân nha. Con này cái nhìn rất là hoang dã nhỉ con này. Đi lì lắm. Đuôi bùng lau. Con này kia nó đi đào ở trên cái đồi trên kia. Đấy mà không về không ạ? Ờ. Mẹ không về là con cũng không về. Ờ. Chó này anh có bắt bao giờ? Chó con này có bắt được nó bao giờ? Bắt được mà. À. Anh em bắt được. Bắt luôn. Đây là anh ấy chưa xích bao giờ nhỉ? À, chó này mà xích bây giờ nó không đơn giản đâu. Ờ. Nó giật xích ầm ầm nó chạy đấy. Ờ, chắc thế.
mà lại cũng như lại chưa cho mà lồng bao nhiêu sao, chỉ đi xe máy chạy theo thôi đúng không? Ờ đúng rồi, cứ đi rồi phát nổ xe phát là hắn nó chạy lên đến đến dốc như kia rồi. Và thế thì nghe chừng là ca này cũng khó chơi đấy. Chó phải bắt phải xích phải quen cho được cái anh chó này vẫn bắt thoải mái, nhưng mà vấn đề là chưa quen xích thôi. Nó để con mẹ già trước nó để ra thôi. Con chó nhà anh để ra á? Ừ. Thế con mẹ nó đâu? Con mẹ nó bán đi rồi. À thế à? Ừ. Con mẹ năm ngoái nó bị nó bị ấy này, bán đi rồi, nó bị à, bị hỏng à, nó đẻ xong ra lứa này là nó bị à? Ừ. Đây anh chủ nhà nói là con chó cái này đuổi lì hơn con chó đực. Con chó cái này thì thú nhỏ chắc là săn ác, nhưng thú to thì không biết được. Được cái là chó không bắt được, nhưng mà anh thì chưa xích bao giờ. Chó này anh tập xích cho nó quen anh ạ. Đề phòng những lúc ruộng nương ngoài người ta đánh bả chuột bả giết ấy, lúc ấy muốn xích, muốn xích chó vào. Ở đây thì mình ít bả chuột lắm. Con này anh bắt ở đâu anh? Con này cũng con này già kia để ra, con mẹ già kia để con này trước, đứa trước con kia để à, đứa sau. À con được lứa sau à? Ừ. Anh cho nó đứng dậy xem này. Con nào này lên đồi nó có ham sục sạo đi đâu? Ờ, con này thì sục ác hơn con kia. À. Con này thì sục nó khác đi, sục ác hơn con được kia nhiều. Ờ. Ờ, con được kia thì con này đuổi thì con được kia mới chạy đuổi theo. À. Ờ, con chủ yếu con này đuổi, con này sục ác. Con này sục đuổi trước. Ờ. Được cái đuôi dài thế nhỉ. Cái này con mẹ chắc đuôi dài, con cái này đuôi cũng dài này. Con mẹ nó cũng to mà, con mẹ trước con mẹ đẻ ra hai con này to mà. Con mẹ nó màu gì anh? Màu đen. À màu đen à? Ừ. Thế con kia là giống con chó đực bên nhà anh thương rồi. Ừ. Giống con này 20 cân cơ. 92. Con này lưỡi nhỏ, chân không huyền đề đâu. Nhìn cái móng chân nó cũng to. Con bố nó nhìn vẫn chất, con bố nó nhìn 10 phần thì con này được khoảng 8 phần. Nói chung là giống nhau thật đấy, không trượt được. Không lại đâu mà. Vâng. Thì xa là cứ bảo một con nữa đấy. Đúng rồi, hai con này mà đi cùng nhau thì nhìn như một cặp song sinh luôn. Ừ. Con kia có phải nó mặt này nó rõ hơn. Vâng, đúng rồi. Cái mặt của con kia nó con là... kia là nó đi nhiều, mới nó cắn hàng nhiều. Ừ. Nên là nó mặt nó nhìn con chó nó bụi bặm hơn. Ừ, nó ghê hơn. Con chó nó khô hơn. Nó dữ hơn. Nhìn nó khung thì bằng nhau nhưng mà con này nó nhiều thịt hơn tí. Ừ. Con kia nó gầy hơn. Máy đi chụp tốt nhỉ. Anh bán cho em con chó đực này đi. Con này à? Bán con to không? Dạ vâng. Cho về cho nó cho luyện săn. Bây giờ mới chỉ biết đuổi sóc thôi. Còn anh chủ nhà là không đi săn trồn cáo gì. Nhưng mà chịu khó thì lên đồi, chịu khó là không chịu khó bằng con cái này à? Nhưng mà con kia nghĩ chơi hàng to được, con kia hàng nhỏ chắc nó không thích đâu, em nghĩ như thế. Đấy, thích con chó đực này quá anh em ạ, nhưng mà anh chủ nhà thì cũng chưa quyết định bán đâu. Nhưng mà mình cũng kể cả anh có bán thì khả năng là cũng chưa dám mua, bởi vì bây giờ nó chỉ biết đuổi. Thứ nhất là nó chỉ biết đuổi sóc thôi, thứ hai là chó nhà anh lại không xích bao giờ, nên là mình cũng hơi kinh. Con chó 18, 19 cân này về mà không xích quen là nó rất thích nó đi là mất luôn đấy. Cho nên là để... Thôi anh cứ mua xích về anh xích đã, xong là khi nào mà anh có nhu cầu bán thì anh alo cho em, thì em lên. Khi nó xích thuần rồi thì em mới dám dễ chơi được. Về còn đấy còn chưa nói mà cho bao giờ quen lồng quen riếc cơ. Bây giờ những chó của em mang đi xa là phải cho vào lồng xong đèo đi săn. Thế thì xong là ra lại còn bắt lại được. Con này bây giờ thế này này. Và con này nó cũng chưa vào chế độ gì nên là cũng chưa dám chơi. Mình chưa tập. Và con chó thì nhìn thì đẹp, giống con bố nó ở nhà bên kia. Lần này khi nào mà con chó cái đen đi tơ ấy, anh mang sang lấy giống con chó vực vàng đấy cũng được. Con vực vàng nhà anh thương ấy. Ờ, nếu có em nào tính như có gì con chó được thì nào anh em mình trao đổi sau. Em có số của anh rồi, xin chẳng em gọi nhé. Thôi như thế là hôm nay là đi một ngày là không mua được con chó nào anh em ạ. Con mình thích thì anh ấy không bán, còn con này thì không xích cái này thì cũng ghê lắm. Chó bé không xích thì còn dễ thôi. Ban đêm con là thủ là con này tinh. Vâng. Không nên bán. Nếu theo để nuôi chó thế. Thôi chắc là về đã.